Không. Em không nghe thấy đâu. Bố xin đi. Nhưng mà hai người ở đây không ăn nữa. Đúng đây. Không phải khóc làm cái gì, đi thì đi đi. Con ơi, sáng nay có thấy chúa trong gà chưa? Chưa bố ạ. Này, dạ. Sáng nay có thấy chúa trong gà chưa? Chưa bố ơi. Thế con chạy đi đâu, chồng con đi đâu? Chồng con đang chơi ở ngoài trên nhà ấy. Ôi giời ơi, bố chân không tay khó khăn lắm, để cho bố làm em. Bố ơi, bố thái chúa của con rồi ạ. Con đang bận rửa bát. Con làm cái gì anh? Con đang bận rửa bát ạ. Con đang bận rửa bát ạ. Vâng, thế ok, để cho bố làm thái chân mà chung. Bố thấy, bố thái chúa nhá. Con này, nếu mà con có quỷ thì tí bố thấy chú đây xong là đi lấy quỷ về đốt nó cho gà mấy giờ nhá, không để cho nó sống không lên không lớn về đâu.
giờ cho đã hết rồi mà. Làm thế nào bây giờ thì có đôi lắm rồi con ơi. Em bỏ đâu. Thế con vợ chồng con này đấy. Thế lúc con của mẹ con ngồi lâu ngồi lá đầu với cả này này về như cả là con hà cũng là hình như mẹ như cả là ông hút thuốc đây. Hay hay nhã ông này. Việt Nam. Con bé này sao mà đi lấy được? Tí anh phải đi hộ em lấy chứ. Bây giờ con vừa nhờ anh trông con nhé. Ừ, cứ để đây.
nước sôi là để cho ông biết rằng là ăn đấy con. Bây giờ khó khăn vất vả thế nha. Lấy chồng rồi chồng không phải giúp tôi một ông. Này lấy ông đi, lấy ông đi để cho mẹ đi. Một người tao ăn xong này có đi làm gì đâu, lấy ông đấy đi. Bố lừa đấy nhỉ, bố này không để ngon mẹ. Mẹ đi cho bố đi. Ăn đi con đâu. Con ăn có gì ăn, đi tôm thôi. Ôi con rể này. Ăn thôi. Ôi. Đã buổi sáng làm được một tí này ăn cái gì mà ăn. Thôi hai bố con ăn đi nhá. Con đâu? Mình thì nằm chơi, chơi đi con. Đấy, đấy con rể giúp lấy con rể về giúp nhà con rể này không giúp à? Thế nhỉ. Ăn. Ăn bố con nhá. Ô không ăn thôi, không với cháu ăn nha. Thế thôi bố ăn không được rồi, bố mình thấy thèm ốm lắm, thấy đau đau đầu lắm. Được rồi đói rồi, nhưng mà thấy đau đầu lắm, ăn không được rồi nhiều. Thank you.
không? Bận lắm. Đi đâu? Bận lắm. Đi đâu? Bận lắm, vì có việc. Trông con thì em đi với bố đi lấy củi nhá. Không, bận lắm. Suốt ngày bận nhỉ? Suốt ngày đi chơi không? Trông con thì không trông. Rồi rồi, đi đón luôn. Rồi ok, đón. Nhanh lên, chờ lâu lắm rồi. Sao lâu thế? Ê, đi bao nhiêu lâu? Ôi, trốn con vợ sắp chết, bây giờ mới được đi. Chờ lâu chưa? Chờ lâu lắm rồi ấy. Đi nào mà ướt hết cả xe. Được rồi. Đây nè bà. Đây, con cứ đi trước em, bố không thấy ở đâu có quỷ đâu, con đi trước em, con đi vào trong bố em.
Đâu dây đo nè. Giúp ông đi, ông không lấy được đâu. Ôi trời, nhảy lắm. Nhảy đi con ơi. Chờ lâu chưa? Chờ lâu lắm rồi đấy. Ôi đẹp thế nhỉ. Đây, đồ đây. Học cái gì? Hai bố con đi xuống bếp ở. Đi xuống bếp.
lấy hết đồ ra đi. Đây, này, đồ ông này. Đấy, lấy hết đồ đạc xuống bếp mà ở nhá. Thế làm sao anh? Bây giờ không có nhà ở con ơi. Thế nào làm thế nào được? Bây giờ không biết làm thế nào được con ơi. Ngược thế không biết làm thế nào không ổn rồi. Thôi à.
ngoài đi. Bắt chì á, này em ăn. Mau mau. Con mau mau mau. Quay đi. Không có cơm rồi. Khoai nè. Ăn ăn. Đấy, ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Đi tìm thấy vào bùa chứ. Thank you.
Vâng ạ. Con đi đi. Con này con đi nhé. Thank you.
con đi bán rau gạch là con bán được không? Bố làm cơm à? Làm cơm, nấu nấu cơm đi. Đây, con đi chợ con mua được ít trứng này tí nha. Bố nấu trứng nhé, con để vâng. Trứng đây cho bố nấu trứng. Rồi, cái này đấy. Con cho con bé đi ngủ đấy ạ. Vâng. Con ơi, cháu dài chưa? Con đây ạ. Chín nhà cơm nhé.
Cứ vào đây để anh khắc xử lý hai bố con này nhá. Hôm nay nhá, hai bố con là hôm nay không cho hai bố con ở đây nữa đâu nhá. Em không biết đi đâu đâu, em với con vẫn ở đây thôi, em hai bố con không biết đi đâu đâu. Không, hôm nay là không cho ở đây nữa đâu. Không, không, hôm nay là không cho hai người ở đây, không ăn nữa. Đúng rồi, hôm nay là không cho ở đây nữa. Nào, đi. Bố xin lỗi đi. Không, đi. Rồi, hai bố con nhá. Hôm nay hai, đi. Không ấy nữa, không ở lại đây nữa. Cho hai bố con đi. Anh ơi, cho em ở đây đi. Không. Em không biết đi đâu. Bố xin đi, bố xin con đi. Không. Bố xin con đi. Hôm nay là cho đi nhá. Bố xin con đi, bố ở đâu. Không, cho đi. Để cho bố con này đi luôn, không cho ở đây. Đây này, đồ đạc của mọi người đấy nhá. Đi đi. Anh ơi, em biết đi đâu. Mấy ông ơi, biết đi đâu. Lấy đồ đi đi. Lấy đồ đi đi nhá. Đi đi. Hai bố con lấy đồ đi đây. Không phải khóc mà, cái gì đi thì đi đây. Đi đi nhá, không được về nữa đâu nhá. Đi đây. Cấm về nữa đấy. Thank you.
đâu đó con ơi, nhìn một lúc cho là làm một cái liều tạm đây trước thôi con ơi. Làm chỗ này em ăn cho nó dễ thương.
làm chắc nhá. Con để bố cho bố đâu, con không giữ đâu. Bố đây, bố cho bố nhanh bố đi. Chạy đi, chạy đi, chạy bố thử làm đi. Bố sang hộ con đấy, chỗ này nặng quá không lấy được. Ôi. Được rồi, quá chắc rồi. Xem ông chạy lại đây. Ngoan nhá. Để mẹ quạt muỗi cho ông này, đây này, muỗi đốt ông đây này. Bây giờ bố con ông cháu bây giờ là không có nhà ở đâu. Con muỗi này. Đợi con muỗi nha. Khổ lắm rồi, không có nhà ở rồi, đừng khóc nhá. Để xem cho một cái. Bố ơi, con thấy bố hút thuốc nhiều quá rồi ấy. Bố uống thuốc ít thôi nhé. Bố là lúc trước là bố bé từ 15 tuổi ấy, chưa có mẹ của con ấy, bố nó hút được cái bụng không được đâu, đằng nào hết chết này, để cho bố chết luôn đi. Bây giờ đã khó lắm rồi, liều như thế không chịu được rồi con ơi. Thế này ông giúp kinh nghiệm rồi, vứt đi. Tuyệt đời đây, đây là không hút rồi. Cháu cấu chức. Con này con bùn nhanh để đi lấy lá về chơi đâu. Tí tối không có chú ở thật. Không có chú ngủ ấy.
cứ để đây luôn. Ok rồi con ơi. Cái này là xong rồi đúng nhỉ? Ừ. Cái này là xong rồi. Đấy, được nhà mới ơi, buồn ơi, không khóc nha. Tối nay có chỗ chú mưa rồi nhờ các nhà. Đấy cả hai mẹ con có hết rồi, cả ông mới có nhà ở hết rồi. Rồi, bố đi tìm cái gì cho ông ăn đi. Vâng, thế bố xong sáu cho con đấy nhá. Con đi tìm thức ăn. Con ở đây chơi với ông nhé. Ngoan ngoan nhé. Con đi thôi bố. Con đi cẩn thận nhé. Cẩn thận nhé. Cháu ở trong với ông nhá, ở nhà nhá, mẹ đi tiệc thức ăn nhá, ngoan ngoan nhá. Đấy, đấy, ngoan nhá, ngoan ngoan nhá. Con trong cháu để cháu
đúng nha, ông đi à, lấy quỷ về nha. Vâng ạ, vâng, bố đi cẩn thận ạ. Đúc rồi. Bây giờ con cháu ơi, bây giờ chờ xã A San đi nhé. Xã chín là A San ơi. Đấy, xã chín là A San. Tụi như bố khóc kìa nhá, mẹ tổng dìa mẹ. Thôi à. Cho em vào tiền dân rồi. Tiền dân rất là lâu. Ôi, chú hẻ tan anh tàu tàu á. Nhận đôi á, này, đôi à, mấy đôi nhận ơ, đôi tuổi á, này, thấy ông mẹ, ông mày bấm mấy tụ, thấy ông mẹ phụ ông à, không.
nhiên rồi. Dạ. Tuyen muốn về.
Nó đã. Mà hay dùng cái này. Ôi, đi bướm nằm mai nằm bao sao nằm bao tạch sao tạch nặng cắt cái nồi cái thằng này mày hả? Sao tạch? Ủa, đâu mày à? Mày
hay mỏng mặt béo ô mặt béo thật. Con này con thì đến này được anh em làm ba hết rồi đấy, đủ đủ ăn một ngày không? Yeah.
mình thôi, mình mãi tôi hay dùng ở mãi mãi tôi nó cài cào. Amen. Ừ. Mình lòng bánh tật xấu cả mà. Mẹ ăn chứ nó sẽ chí. Không bị lòng bánh ạ. Ừ, lòng bánh tật. Thì chứ nó sẽ kì nè. Nè mùi. Thế cùng hai nhập kéo à? Cái hao tới đồng tôm buồm tay tôm thả ồ. Bye bye. Bye bye nhá. Nhanh nè, bye bye.
lắm. Giúp đây, nặng lắm rồi. Mình thấy như dữ à? Đấy, nó lông à? Được rồi. Sao này nó ăn ai à? Ừ. Nó ăn ai tụi à? Ừ. Nó lồng phục anh nhé mà. À. Ăn rồi nè. À. Cảm ơn. Mày nó phải cắn rồi mày à, cho mày tay hả? Ừ. Mà hình câu à, kia hết rồi. Thank you.
mà bây giờ tôi biết về cho nó hạ tật. Nay mà tôi chỗ à, mặt kia, mặt theo thì tôi chỗ. Này, ba đứa đi rửa. Ye. Ừ, đào viên cho cậu lên, làm tốt nhỉ hả? Ừ. Dạ, nó cứ. Cái chùa không? Nó cây xôi. Nó cây xôi. Nó cây xôi. Mà kệ, mà kệ. Lộ tôi ta vô, cái tiền liền. Cái nhà vô già với việc. Còn như sẽ có mùa mùa nồng, mùa nồng. Mà có ai nồng, thường như mùa nồng, sẵn ăn được quả này. Mà kệ, kệ nhà, như ta hạ tạo. Như vậy đi, mì cao của tao xuống tiền liền á. Thế nhá. Ui, mấy cả nên lộng mướn tiền nên lộng chết tao xuống tiền đâu. Mà cả nó chuẩn kìa. Chuẩn dạ. Chuẩn đây. Chuẩn đây tóc chuẩn như thế ta hả? Láo cái nhà đâu. Tóc chuẩn. À này này. Đang chuẩn nhá. Tóc chuẩn.
gần cho mẹ ăn cho mình. Đóng như ai lo hay dọn cho nhà nó. Dạ hồi đã bị lo ha. Kể đó lo toàn nhà toàn ha. Khó mẹ. Ta cua đồ nhận. Cái tay mới bắt đầu nhận đã. Khó mẹ. Ôi, mau 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 mau. Ôi, miết tẩu đây. Miết tẩu đây. Miết tẩu đây mẹ. Kéo đây, miết tẩu đây. Ôi. Ôi. Hay không, quấn nó hả? Nó tội. Dính mà tội thì kéo mà. Dính nó dím tui luôn. Màu mẹ. Màu hả?